Ui, mẹ, con Linh này đấy, lại áp ảnh đi với người yêu rồi. Tao đéo hiểu sao nó từ khi nó có người yêu ấy, chả bao thấy mặt luôn. Cái bạn này bây giờ nó có để ý anh chị em mình nữa đâu. Bây giờ nó chỉ để ý thằng người yêu, thằng bồ nó thôi. Đúng là chị em bao nhiêu năm với nhau chả bằng thằng yêu. Tao mà nó tao không cần làm thế. Tao làm thế tao làm chó luôn. Tao làm thế tao làm chó luôn. Tao cùng mẹ nhận. Bây giờ tao mày ra kia làm một bạn bia đi. Hẹn nó từ sáng giờ nó đã đến đâu. Chắc mẹ tớn đi với thằng kia rồi. Đi đi. Dạ. Anh em nó đi với trà sữa này. Đi đi đi. Dạ, thằng béo nào đấy? Người yêu tao. Đứa nào hồi bảo là đi theo dài làm chó đấy. Gâu 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 gâu. What the hell? Ơ, thôi đi nhá, đi nhá. Mẹ, con kia. Đúng là cái loại vì dai mà đá lên chữ bạn. Vì dai mà đá lên chữ bạn.